bạn đi ngủ chưa? Ốc đuối quá, buồn ngủ quá rồi. Bôi kem xong là sẽ đi ngủ liền. Để ốc ghim cái bình luận nhé. Có ai thấy mình chưa ta? Hôm nay đúng là một ngày sung sướng. Vì ốc đang ở một nơi rất là đẹp. Hello Hoàng Lan, Thúy Vi. Ở nơi này thật là rất là tuyệt vời các bạn ơi. Ghi bình luận đây. Minh Hà, Thanh Trần, Châu Lê. Rồi chị Ốc vừa ghim cái bình luận này cho các bạn thấy đó. Thanh Vi. Ok. Các bạn để ý ha, số điện thoại tiệm ốc là 0932 2032 và 0903 300 230 nha. Chào Tiên Nguyễn, Xuân Thảo, Hòa Bùi, hello. À, lần đầu tiên em được xem live, chị live hoài luôn á, bé Thi Thi. Ok, hôm nay thì đã là một ngày vui chơi đã đời rồi. Từ sáng tới giờ là ốc này, bà ngoại này, Cala Cao với lại bé Na là vú em đã đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Đà Nẵng, sau đó thì đã tận hưởng ở Sheraton Grand Resort rất là đã tại Đà Nẵng. Một ngày thật là vui vì mấy bạn là đã được tắm hồ bơi. Ở đây thì có những hồ bơi rất là đẹp. Hồ bơi cho bé nè, hồ bơi vô cực nè, hồ bơi siêu dài nè, rồi đi ra tắm biển, rồi khu có đèn nước đẹp, nói chung là dễ thương lắm. Ở đây rất là đẹp. Và mọi người ở đây rất là đáng yêu, tiếp đón gia đình ốc. Cảm ơn bà ngoại đây, mẹ ốc đây. Đây. Tội nghiệp không? Giờ con livestream là mẹ phục vụ Thanh Long nè. Cảm ơn mẹ. Bà ngoại đó. Người yêu đó, thương lắm cơ. Thanh Nga quần jean. Ừ, em thi mai mốt em cứ vào là em sẽ gặp chị gần như ngày nào. Chị cũng live hết. Dạ. Chào Thị Phương Phạm. Facebook nào ốc hay lên nhất đây? Ốc có trang cá nhân Phạm Thị Thanh Vân, mở ngoặc ốc Thanh Vân, với lại trang page này là page chính thức của ốc, có dấu tích xanh của Facebook cấp, là ốc lên đây để mà livestream suốt. Ốc phải làm liên tục để cho các bạn biết đây là page chính thức, để tránh mua phải bên các Facebook giả ốc mama. Với lại vì do ốc rất là yêu cửa hàng của mình, yêu công việc review mỹ phẩm, cho nên ốc luôn cố gắng để làm việc các bạn à. Ốc mang theo rất là nhiều những cái món mỹ phẩm ở tiệm của mình thông trong cái chuyến đi này. Ốc mang theo tinh chất vàng collagen 24K nguyên chất nè, rất là ok nè. Ốc mang theo nhiều lắm nhưng mà bây giờ ốc sẽ chọn ra một em để mà mình dưỡng. Ốc mang theo tinh chất ngọc trai Pearl Ampoule nè, giúp dưỡng trắng da nè. Nó có chứa ngọc trai luôn nè, để giúp da của mình nó sáng mịn hơn và cấp ẩm nè. Ốc mang theo phấn nước Cushion Dramatic của British Skin. Phấn nước này rất là thần thánh nhá. Ốc mang theo phấn nước La Givaudan cũng siêu đẹp luôn. Ốc mang theo cả phấn nước Cosu. Tiệm có cái nào tốt ốc mang theo hết. Và cái dòng Love Powder mới, dòng phấn phủ bột kim cương mới của Cosu ngày mai. Ốc sẽ unbox cái hộp này và buổi sáng ốc sẽ biến hình thật là đẹp, và ốc sẽ sử dụng cushion của Cosu với lại phấn phủ bột mới của Cosu. Vì do vừa rồi ốc đen thui xù lùi cho nên là ốc mang theo cả bộ tắm trắng của Cosu. Người ta tắm là người ta trắng, còn bây giờ mình đen quá thì mình tắm nó nhả nắng thôi chứ nó trắng không nổi. Tuy nhiên nó làm cho da mình nó sẽ màu nhả nắng hơn và sẽ mịn màng trở lại. Cái này là từ đậu đỏ nè, cái bột tắm trắng này nó không có tẩy lột gì hết nha các bạn. Nó rất là ok để mình làm cho cái lớp da của mình nó bị sừng hóa phía ngoài, nó sẽ bong ra và nó trả lại cái sắc tố da nó sáng mịn nhất. Rồi sau đó thì mình dưỡng bằng cái body này thì nó dưỡng trắng bật tông. À, ốc mang theo cả kem chống nắng Basle ở tiệm mình nữa. Để trong cái túi phía ngoài rồi. Rồi bốn dòng son mới của La Givaudan bốn màu này ốc mang theo hết này. Mỗi ngày ốc xài một màu, ốc đi 4 ngày mỗi ngày ốc xài một màu. Dòng son kem lì này rất là đẹp. Ốc mang theo cả kem chống nắng kháng nước của La Givaudan Multi Protection Sunscreen. Đây là nó không có thấm nước cho nên là bơi là tha hồ luôn. Khô khô, da khô khô thì ốc sẽ đắp mặt nạ.
để mà dưỡng da. Đây, ốc mang theo mặt nạ Yoshimi này các bạn. Chị đang ở Đà Nẵng chị đi, đúng rồi, chị đi chơi cùng với Galaka với bà ngoại này. Em Minh Lý, chào Nguyễn Huyền. À, phấn nước hả? Phấn nước thì giá của các dòng phấn nước này đều là cái mức giá rất là trung bình, nó khoảng tầm 580 cho một hộp phấn nước. Ví dụ như là dòng phấn nước British Skin này là dòng phấn nước Dramatic British Skin thì giá là 580.000 đồng, có tặng kèm theo miếng giấy tẩy trang gồm có 5 miếng giấy tẩy trang dưỡng da của cùng hãng British Skin luôn. Phấn nước của La Givaudo thì không có tặng quà, tại cái này là ốc là nhà phân phối thì ốc bán đúng giá chính hãng thôi, cũng giá tương đương 580.000 đồng. Phấn nước của Cosu cũng vậy các bạn, cũng không có xê xích nhiều, 590.000 đồng và hộp rất là đẹp. Nói chung những dòng phấn nước này đều rất là ok. Ốc mang theo cả cái dòng này, à các bạn có thể tranh thủ mua tinh chất vàng collagen mà chai cũ nha. Tại vì cái chai cũ này á thì thành phần của nó vẫn chứa vàng, vẫn chứa collagen, nó giúp cấp ẩm nè, giúp chống lão hóa nè, làm da của mình nó sẽ căng mịn hơn, sẽ khích lỗ chân lông và làm da của mình nó được tái tạo, phục hồi vì nó có tinh chất vàng và collagen. Nhưng mà cái mẫu cũ so với cái mẫu mới đó các bạn nhìn thấy không? Cái mẫu mới thì dung tích nó là 55ml, mẫu cũ thì dung tích là 50ml, nó không có chênh lệch về cái định lượng nhiều, chỉ có 5ml thôi. Nhưng cái mẫu cũ thì cái chai nó không có đẹp bằng so với cái mẫu mới, cho nên là giá đang được giảm, chỉ còn có 690.000 đồng cho một chai này thôi, trong khi cái mẫu mới thì giá là 890.000 đồng. Ok, bây giờ ốc sẽ dưỡng da vì ốc phải tranh thủ để cho các con đi ngủ nữa. Cacao thì đã ngủ rồi, như một con heo con nằm bên đây là thấy thương lắm mọi người. Ốc sẽ đắp mặt nạ, giờ ốc sẽ đắp mặt nạ đây. Thương lắm, con heo con của mami nè. Cảm ơn em Jenny Nguyễn. Con heo con nè, ăn chơi rồi ngủ gục luôn. Cacao với lại Cacao thì nó ngủ ở đây, còn Coca với Cola thì nó nằm bên phòng kế bên, tại vì hai phòng nó nối với nhau, phòng thông nhau á. Bên kia là phòng bà ngoại. Hiện nay thì hai đứa nó còn thức. Chung là ở căn phòng này rất là đẹp, và có cả hồ bơi trong phòng luôn. Hai căn phòng thì mỗi căn phòng đều có cái hồ bơi mini, rồi bước ra ngoài là hồ bơi lớn, hồ bơi dài, hồ bơi vô cực, hồ bơi cho bé và bãi biển sát bên luôn, nói chung rất là đã. Ok, bây giờ ốc sẽ sử dụng mặt nạ Yoshimi nha các bạn. Dòng mặt nạ này rất rất là ok luôn. Dòng mặt nạ này được sản xuất độc quyền bởi công ty Gaia, là một đối tác của tiệm ốc Mama. Tất nhiên là trụ sở của Gaia là tại Hàn Quốc, và ốc thường hay sang Hàn thì ốc có đến văn phòng với lại kho của Gaia để cho các bạn biết là ở hàng của mình về Việt Nam như thế nào, thì thông thường là thông qua Gaia đó các bạn. Thì họ có cho ra đời thương hiệu Yoshimi. Thì cái dòng mặt nạ Yoshimi này nó gồm có 4 cái màu khác nhau, nó tương ứng với những cái chức năng riêng biệt. Màu vàng là Nutrition, thì nó có chứa thành phần là bơ này, dừa này, để mà phục hồi da của chúng ta ha. Màu hồng là anti Winkle, là chống lão hóa. Nó có chứa tinh chất ốc sen này, collagen này, lotus là hoa sen. Màu xanh là cấp ẩm, moisturizing, thì nó chứa avocado, aloe, tức là nha đam lô hội đó các bạn. Và bơ. Rồi chứa cả dưa leo nữa các bạn. Rồi orange huff là mặt nạ siêu dưỡng da, nó chứa cordyceps là cái thành phần khá là quý, đó là đông trùng hạ thảo, nó chứa nhân sâm. Thì mỗi một cái dòng thì nó đều có cái chức năng riêng biệt. Bây giờ ốc sẽ chọn ra một dòng để ốc sử dụng. Hôm nay thấy da mình hơi khô thì ốc sẽ sử dụng màu xanh moisturizing để cấp ẩm nha. Thì chỉ có việc xé lên và đắp lên mặt thôi, chứ không có gì hết, rất là đơn giản. Ốc sẽ xé ra và đắp lên mặt. Cái dòng mặt nạ này nó được cái là nó giống như một cái lớp da thứ hai của mình vậy. Nó rất là mỏng cho nên nó không làm cho mình có cái cảm giác khó chịu khi mà mình bóc. Ốc vừa lấy từ trong gói ra này các bạn. Đây là ốc sử dụng màu xanh moisturizing là cấp ẩm nha, của dòng mặt nạ Yoshimi. Giá thành thì lại rất là mềm. Lúc mà làm cái dòng mặt nạ này thì hãng có hỏi ốc là thử sử dụng xong rồi review cho cái feedback coi là như vậy có ok không, và giá thành như thế nào cho hợp lý nhất với thị trường Việt Nam. Thì ốc mới nói rằng là nếu như dòng mặt nạ này tốt mà lại có một cái giá mềm nữa thì chắc chắn là nó sẽ bán rất là đắt. Lý do là những cái dòng mặt nạ tốt mà giá cao thì không nói làm gì rồi, nhưng mà vì do người Việt Nam mình á, không phải ai cũng có thói quen sử dụng mặt nạ, mà giá mà cao thì người ta cũng hơi ngán ngán.
Cho nên tại tiệm ốc thì cũng có nhiều dòng mặt nạ giá cao hơn. Tuy nhiên với dòng mặt nạ này thì ốc thấy cái giá này rất là dễ để cho mọi người ai cũng có thể mua, mà cái chức năng của nó thì nó khá là riêng biệt theo đúng với nhu cầu của từng người. Và nó rất là mỏng, ngay lập tức nó hít vào trong da của mình giống như một cái lớp da thứ hai này, các bạn nhìn thấy không? Nó không có làm cho mình cảm giác cộm hay là nặng mặt ha. Sau khi mà đắp xong thì các bạn nhớ là luôn luôn mình lấy hết tất cả những cái tinh chất còn lại trong cái túi mặt nạ để mình bôi nha, vậy vì nó rất còn rất là nhiều. Mình bôi lên hết cho mặt và cả cổ nữa nha. Cho nó thấm đều. Với dòng mặt nạ Yoshimi thì bạn sẽ đắp từ 10 cho đến 20 phút là ok. Hôm nào gấp gấp thời gian cho con ngủ hoặc là buồn ngủ quá rồi, đuối quá rồi về muộn thì ốc sẽ đắp 10 phút thôi. Còn không thì ốc sẽ để 15-20 phút. Và những cái ngày mà đi quay á, những cái ngày đi quay các bạn biết không, ốc luôn đắp mặt nạ vào buổi sáng. Tức là ốc dành ra một chút thời gian vào buổi sáng, ốc đắp mặt nạ trước khi ốc make up để cho da mình mọng nước, và ngày hôm đó da mình nó sẽ ẩm nguyên một ngày. Cái đó cũng là một cái tips, là một cái bí quyết nho nhỏ. Nếu mà các bạn mà ngày nào mà các bạn trang điểm nhiều, các bạn nên như vậy. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ thiếu mặt nạ trong cái tủ chăm sóc da của mình ở nhà nha. Tại vì khi bạn đắp mặt nạ thường xuyên nó giúp cho da của bạn á, nó căng mịn và cấp ẩm, lúc nào da của mình nó cũng đẹp hết. Dòng mặt nạ Yoshimi này giá siêu tốt luôn các bạn. Giá dòng mặt nạ này chỉ có 28.000 đồng cho một miếng bán lẻ này các bạn. Các bạn mua từ 10 miếng thì giá 25.000 đồng, và từ 20 miếng thì giá là 23.000 đồng một miếng nha. Còn nếu mà ai mua nhiều hơn để các bạn bán lại, hoặc là các bạn muốn nhu cầu sử dụng nhiều hơn thì các bạn inbox cho page này của ốc và ốc sẽ để cái giá tốt nhất cho các bạn luôn nhé. Bảo Thắng ơi, ốc vừa nói rồi, bạn nghe được không nè? Trúc Phương ơi, Bùi Quỳnh ơi, dòng mặt nạ này rất là ok. Dòng mặt nạ này là Yushimi của Hàn Quốc, với cái thiết kế nó rất là thanh lịch, nhẹ nhàng, với các màu khác nhau và nó tương ứng với từng cái công dụng riêng biệt. Ốc đang sử dụng màu xanh dương là moisturizing, là cấp ẩm, tại vì mấy hôm nay ốc cảm thấy da mình hơi khô, chắc có thể là do ốc di chuyển bằng máy bay á các bạn. Xong rồi lại ở ngoài nắng nhiều nữa. Bạn xài màu hồng á, thì nó sẽ giúp chống lão hóa anti wrinkle. Bạn xài màu vàng thì nó sẽ là nutrition, tức là phục hồi da, và orange health là dưỡng da. Thì giá thành rất là mềm, một miếng mặt nạ này chỉ có 28.000 đồng cho một miếng bán lẻ thôi. Mua từ 10 miếng thì giá là 23.000 đồng, và từ 20 miếng thì giá là à, xin lỗi các bạn, 10 miếng thì giá 25.000 đồng, và từ 20 miếng thì giá là 23.000 đồng nha. Dạ. À, mọi người cứ chốt đơn giúp ốc nhé. Xong rồi các bạn để ý nha, tiệm của ốc là chỉ có số điện thoại này thôi nha. Tại vì có rất là nhiều trường hợp sau khi khách chốt ở trong comment thì Facebook giả họ nhào vô và họ cướp khách luôn. Thì nếu như họ bán cái đồ ok thì mình không nói, nhưng nếu mà họ bán cái đồ không ok mà lại giá cao thì rất là thiệt thòi cho khách, mà ốc không có muốn khách phải chịu như vậy. Nên mọi người để ý số điện thoại tiệm của ốc á, chỉ có hai số: 0932 2032 và 0903 300230. Ốc gửi comment cho mọi người á, ốc ghi cái số điện thoại, ốc ghi là tiệm ốc, ốc không phải là nói là ý là khách phải gọi cho tiệm mình, là yêu cầu khách gọi tiệm sẽ là người gọi, nhưng ý ốc muốn nói rằng là để ý đó là số điện thoại của tiệm ốc, để chi, để cho không có bị Facebook giả nó lừa. Tại nhiều khi á nó nhái cái số giống tiệm ốc luôn đó, nên là mọi người lưu ý dùm ốc nha. Ok em Mi Nguyễn, chị thấy tin em rồi. Cảm ơn em Phương Thúy nha. Ok em Hồng Lê, chị sẽ ship em 30 miếng nha. Nói chung dòng mặt nạ này thật sự rất là ok, mọi người sử dụng bảo đảm thích. Cho nên là các bạn có thể sử dụng á, không nhất thiết là mình chỉ có mua đúng một loại mình sử dụng, bạn cứ mua đủ bốn loại luôn, sử dụng xen kẽ. Chào em yêu Hồ Hoài Linh, chào Huyền Siro, chào Lữ Phước Linh. Nên là ốc sử dụng á, ốc linh hoạt lắm. Bữa nay ốc sử dụng cấp ẩm nè, bữa sau ốc sử dụng là chống lão hóa, bữa tới nữa ốc thích thì ốc phục hồi da, và sau đó thì ốc sẽ sử dụng cái dòng siêu dưỡng. Nói chung là ốc sử dụng những cái dòng mặt nạ này nó thay phiên nhau, và nó không cần nhất thiết là bạn
chỉ dành cho một cái vấn đề của da đâu. Bạn cứ sử dụng luân phiên để lúc nào da của mình nó giống như là nó cũng được tươi mới, vì nó có được cái nguồn dưỡng chất rất là dồi dào. Em Tây Lai là một người em rất là thân với ốc. Em ở bên Mỹ nói là em vừa mới đắp mặt nạ rồi đi làm. Đó là một chàng trai nha các bạn, nhưng mà cực kỳ yêu thích việc dưỡng da và rất là quan trọng việc này, da em ấy cực kỳ đẹp. Ốc nghĩ là chúng ta phải có một cái niềm vui nho nhỏ nào đó mỗi ngày. Niềm vui của ốc là gì? Niềm vui của ốc là tiệm ốc bán tốt này, niềm vui của ốc là được ở bên cạnh các con này, làm cái gì cho tụi nó ốc cũng vui hết. Niềm vui của ốc là ở nhà dọn dẹp, lau chùi, rửa chén, làm việc gì cho nhà, giặt đồ, ốc đều thích cả, đều hạnh phúc với điều đó. Niềm vui của ốc là có nhiều tiền trong tài khoản, nhưng mà đồng tiền sạch và minh bạch nha các bạn, để mà được đi khắp mọi nơi tung tăng. Giống như bây giờ mình đang đi chơi nè, ở nhà mình vẫn sẽ sướng, nhưng mà nếu đi chơi thì mình sướng kiểu khác. Cho nên là ốc rất là yêu thích cái việc được tận hưởng cái niềm vui hàng ngày đến với cuộc sống của mình. Nên là cái việc mà mình dưỡng da, mình chăm sóc cho làn da của mình sau cả một ngày dài, hoặc là mình thức tỉnh làn da của mình vào một cái buổi sáng mở đầu ngày mới, ốc nghĩ tất cả những cái điều đó nó đều tác động đến tinh thần của mình. Nếu bây giờ bạn dưỡng da, bạn cảm thấy da mình đẹp, thì buổi đêm bạn sẽ có một giấc ngủ ngon. Nếu buổi sáng bạn bắt đầu ngày mới bằng việc bạn sử dụng một cái cây son hợp với gương mặt, sử dụng một cái dòng phấn nước tốt hoặc một loại kem chống nắng thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ da, tất cả những điều đó nó làm cho tâm lý của bạn cả ngày được vui vẻ. Nên là ốc sẽ không bao giờ ngồi trông chờ xem coi là phải ai đó đem lại niềm vui cho mình, mà tự mình sẽ tạo niềm vui cho mình trước. Chừng nào mình tạo không nổi thì mình ép người khác làm cho mình, nói vui vậy thôi. Chứ phụ nữ là phải chủ động các bạn, không có đợi chồng đến bao giờ ông mới mua mặt nạ cho mình, đến bao giờ ông mới mua son với phấn nước cho mình tự sắm đi các bạn ơi. Những cái này nó không phải là những cái món đồ xa xỉ. Nói chung là mình tự linh hoạt, mình sắm, mình thấy mình cần dưỡng da thì mình cứ dưỡng da, không cần phải anh ơi em dưỡng da mặt nạ này được không, anh ơi em xài son này được không, xong anh không ok là em không được mua son mới luôn. Ốc thấy những điều đó rất là bất công. Tất cả những cái điều này nó chỉ là mang tính chất cá nhân, và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động và quyết định, đúng không các bạn? Các bạn lưu ý nha, số điện thoại tiệm ốc là 0932 2032 và 0903 300230. Nên là ốc sẽ ghi ở đây cái số điện thoại của mình cho các bạn thấy nha, để cho mọi người tránh nhầm lẫn. Tại vì do là khi mà mọi người không có biết á, nhiều khi Facebook giả nó gọi, nó chốt đơn á, mà mọi người cứ tưởng là ốc bán không à, cái sau đó là lỡ có vấn đề gì đổi trả hàng không được, hoặc là chất lượng không tốt, hoặc là giá bán không có chuẩn, cái cả nhà lại nói rằng sao ốc bán như vậy mà ốc nói ốc không có bán. Nói đông rõ ràng là bên tiệm ốc chốt đơn á, không phải tiệm ốc chốt đơn, mà là do Facebook giả nó gọi cho mọi người trước. Nên các bạn hết sức cẩn trọng dùm ốc nha. Cảm ơn em Tú Ngây Ngô. À, các bạn có thể inbox vào trong page mà các bạn đang thấy ốc livestream đó, thì đây là page chính thức của ốc có dấu tích xanh, nên các bạn đừng có lo, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Facebook giả thì nó không thể nào có được cái dấu tích xanh của Facebook ha. Và các bạn có thể inbox vào trong Facebook và chính thức này, trang page chính thức này của ốc nha. Còn không thì để tiệm ốc gọi cho các bạn ha. Thì các bạn chỉ cần lưu ý là các bạn để ý đúng cái số điện thoại tiệm mình gọi là 0932 2032 và 0903 300 230 là ok. Ok em Shinny Phạm, chị thấy rồi. Những bạn mà đã để số điện thoại trong comment là ốc đã thấy rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và sáng ngày mai tiệm ốc sẽ nhanh chóng liên lạc để mà alo cho khách hàng ha. Nhưng các bạn nhớ cẩn trọng, Facebook giả nó rình rập, nó cướp giật và nó lừa đảo nha mọi người. Nhớ để ý số điện thoại tiệm ốc nha. Kiều Linh ý, em chào chị Kiều Linh. Ê, chào người yêu Phương Thảo của tôi, hàng xóm ốc. Lily. Ồ, Phương cô nương nói là đó, đúng rồi, Nick giả kết bạn với em. Bởi vậy mọi người hết sức cẩn trọng, Facebook giả nó ghê lắm, nó manh động, nó ghê lắm luôn á. Nó là một cái binh đoàn, phải nói là nó phối hợp nhịp nhàng và nó lừa đảo đẳng cấp cao. Nó làm những cái chuyện rất là đáng sợ, và có những người khách họ đã mua những cái số tiền rất là lớn. Có những người họ có thể mua tới vài chục triệu.
Có những người thì mười mấy triệu một lần, một tháng bị lừa hai lần. Có người thì một bill 20 mấy triệu, có người thì 4-5 triệu, 2 triệu mấy. Nói chung là rất nhiều. Ốc nói một ngày ốc mất không biết bao nhiêu doanh thu. Cái chuyện ốc mất doanh thu thì nó không phải vấn đề lớn nhất các bạn. Tại vì ốc nghĩ rằng là tiền thì mình có thể kiếm được từ nhiều cách khác nhau. Nhưng cái vấn đề lớn nhất là nó ảnh hưởng tới cái uy tín của mình nè. Tại vì người ta cứ nghĩ là mình bán, lỡ có vấn đề gì là mình chịu oan nè. Rồi khách cảm thấy rất là khó chịu, bực dọc. Tại vì người ta nghĩ rằng à, người ta đang nói chuyện với ốc, người ta đang mua của ốc, nhưng cuối cùng không phải. Cái cảm giác nó rất là khó chịu, nên ốc không có muốn khách của mình bị như vậy. Cho nên rất là mong nếu được các bạn cứ chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết đến page này của ốc, để cho không ai bị lừa nữa. Và các bạn nhớ lấy cái nốt ra trong điện thoại á, ghi chú lưu ý số điện thoại của tiệm ốc liền, ghi lại liền dùm ốc là 0932 2032 0903 300 230. Ok, em My Nguyễn chị đã thấy rồi, em mua 20 miếng. À, mặt nạ này thật sự rất là ok. Đây là dòng mặt nạ Yushimi của Hàn Quốc nha các bạn. Của Hàn Quốc, được sản xuất hoàn toàn tại Hàn Quốc. Nó hiện tại thì có 4 cái màu này là các dòng dưỡng da cơ bản của mặt nạ Yushimi. Sau này thì Yushimi có ra thêm một vài dòng mới nữa, nhưng đây vẫn là những cái dòng chủ lực của thương hiệu này. Thì dòng mặt nạ này nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là mỗi một màu nó tương ứng với một cái chức năng riêng biệt, cho nên là người sử dụng cũng rất là dễ tìm được đúng cái mặt nạ đúng với cái điều mà họ đang cần. À, màu xanh, ốc đang sử dụng màu xanh là moisturizing, là cấp ẩm. Nó có chứa thành phần như là từ bơ nè, từ dưa leo nè, và từ nha đam, hay còn gọi là lô hội. Màu hồng là anti-wrinkle, là chống lão hóa. Nó chứa từ tinh chất ốc sên nè, hoa sen nè, collagen. Màu vàng là nutrition, là phục hồi. Nó chứa trong đây tinh chất từ trái bơ, rồi chứa tinh chất từ dừa. Và màu da là orange herb, nó chứa đông trùng hạ thảo hay là nhân sâm. Thì mỗi một cái màu nó có chức năng riêng biệt như vậy, cho nên là nếu mà bạn da khô thì bạn sẽ sử dụng cái dòng cấp ẩm, bạn đang bị nhăn da thì bạn sẽ sử dụng cái dòng chống lão hóa, bạn cần phục hồi thì bạn sử dụng cái dòng mà nutrition màu vàng, hay là bạn cần siêu dưỡng da, tức là da bạn đã ok rồi nhưng bạn muốn dưỡng cho đẹp hơn nữa thì bạn sử dụng cái dòng màu da. Hoặc là bạn có thể sử dụng luôn, phối hợp tất cả các dòng này, nó cũng rất là dễ để mình sử dụng. Hơn nữa là cái dòng mặt nạ này nó dễ xài các bạn. Nó mỏng như thế này, nó giống như một cái lớp da thứ hai. Hồi nãy khi mà nó mới được lấy ra khỏi cái túi á, thì ốc đắp lên là các bạn thấy là nó hít ngay lập tức vào da của mình. Nhưng bây giờ sau khi ốc đắp được khoảng tầm cỡ 15 phút rồi, bắt đầu nó khô. Thì khi khô là cái biểu hiện bạn sẽ thấy là nó hơi bong ra như thế này, là lúc mà mình sắp lột mặt nạ ra rồi. Cái dòng mặt nạ này nó không gây ra cái cảm giác bí bách, khó chịu hay là nặng mặt. Nó rất là mỏng và nó làm cho mình rất là dễ chịu. Bạn sử dụng là bạn sẽ cảm thấy dễ chịu liền à. Nên là nếu như nó mà nặng nề khó chịu là nãy giờ ốc không thể nào nói chuyện nhiều và thoải mái như vậy được. Rồi cái dòng mặt nạ này á, nó lại có giá thành rất là mềm mại, dễ mua, ai cũng có thể sử dụng. Ốc biết là nhiều người thì cũng thích đầu tư những cái dòng mặt nạ gọi là siêu cấp vô địch. Ốc cũng có bán, ốc có rất là nhiều những dòng mặt nạ tốt với tinh chất từ vàng, ốc sên hoặc là mặt nạ cao su. Thì những dòng mặt nạ nó rất là mắc tiền. Thì thực ra mình không có so sánh được những dòng mặt nạ bình thường với những dòng mặt nạ siêu cao cấp, thì chắc chắn là cái tác dụng nó phải khác nhau. Dòng mặt nạ bình thường bạn có phải sử dụng 5-7 cái bạn mới thấy nhiều cái tác dụng. Nhưng cái dòng mặt nạ siêu cao cấp thì chỉ cần một lần thôi, nó không khác gì khi bạn đi spa cả. Thì cái đó là cái điều mình phải chấp nhận, vì do dòng mặt nạ giá quá cao cấp thì đương nhiên là cái hiệu quả nó phải rất là trông thấy được. Tuy nhiên, xét về cái phân khúc mặt nạ giá thấp mềm mại dưới 35.000 đồng thì dòng mặt nạ của Yoshimi được đánh giá rất là cao, vì tuy giá thành của nó không phải là cao nhưng dòng mặt nạ này nó lại đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc da của chúng ta. Và một phần là do cái giá này nó thấp, không phải là vì nó được sản xuất với cái mức gọi là rẻ đâu các bạn. Bạn nhìn cái thiết kế và cái hình ảnh của nó thì cho thấy nó không phải là một cái dòng sản phẩm gọi là bèo nhèo, nó vẫn rất là ok. Tuy nhiên là vì hãng Yoshimi á, họ mới đổ bộ. Tại Hàn Quốc họ cũng là một hãng mới, và tại Việt Nam thì họ mới đổ bộ về, cho nên họ không có muốn đưa ra thị trường một cái phân khúc giá mà mọi người khó mua. Cho nên là Yoshimi khi mà họ làm việc với ốc á, thì họ có hỏi ý kiến là thôi bây giờ họ để cái giá thật là phù hợp cho thị trường Việt Nam. Thì ốc nói ok, như vậy là sẽ rất là dễ bán. Thì đúng là dễ bán thật. Với cái mức giá này thì một cái miếng mặt nạ này bán lẻ giá là 28.000 đồng, từ 10 miếng thì giá là 25.000 đồng, và từ 20 miếng thì giá là 23.000 đồng. Ai mua nhiều hơn, ốc sẽ có giá hỗ trợ tốt hơn cho các bạn nha. Nhi Huỳnh hỏi là chị ơi chị có bán tỏi đen không? Chị ơi chị không có bán tỏi đen, nhưng mà đó là một cái loại
tỏi rất là tốt cho sức khỏe, đó là tỏi đen kim cương Đông Á của công ty dược Đông Á đó, ở Bắc Ninh đó các bạn. Thì các bạn có thể vào page chính thức của tỏi kim cương Đông Á thì các bạn sẽ thấy, thì ốc có quay một đoạn clip giới thiệu cho dòng tỏi đen này, tại vì ốc thấy thực sự là nó tốt cho sức khỏe, nó rất là tốt cho những người làm việc nhiều như mình, thậm chí là các bé nhỏ cũng có thể sử dụng, và cả những người lớn tuổi á, thì rất là cần, như là mẹ ốc vậy. Nhưng mà ốc không có bán tại vì ốc tập trung vào làm mỹ phẩm thôi, nên là ốc bán nữa là nó sẽ bị nhiễu. Kim Mai ốc có son dưỡng trị thâm môi, ốc có một số dòng son dưỡng trị thâm môi của Hàn Quốc, hoặc là bạn có thể sử dụng cái dòng son dưỡng có màu của cốt sùa, nó cũng điều trị thâm môi luôn và nó tạo ra cái màu môi tự nhiên á, khi mình đánh lên nó vừa cấp dưỡng mà nó lại làm cho môi mình có màu rất là đẹp, giá rất là mềm, 290.000 đồng cây son dưỡng của cốt sùa. Ok Julie Hạnh Trần, Thiên Trang Lê 30 miếng mask mặt nạ này, ok ốc biết rồi. Các bạn có thể inbox vào trong page của ốc mama, trang mà ốc đang livestream nè các bạn, dấu tích xanh của Facebook nha. Còn không thì nếu các bạn để lại comment có số điện thoại á, thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ nhận điện thoại từ tiệm của ốc với số điện thoại là 0932 2032 0903 300 230 thôi, để tránh trường hợp Facebook giả mạo nó sẽ vào và nó có thể lừa đảo khách, nên các bạn hết sức cẩn trọng nha. Ủa, em yêu Nga Nguyễn à? Chị Ốc đang ở Đà Nẵng nè, đang ở một nơi rất là đẹp và đắp mặt nạ của em đây. Nga Nguyễn là một người em sống tại Hàn Quốc và em đi đi về về giữa Việt Nam và Hàn Quốc để thực hiện cái công việc cho Yoshimi này các bạn. Nên là các bạn nếu mà muốn lấy mỹ phẩm của Hàn Quốc để kinh doanh tại Việt Nam, các bạn có thể liên hệ với Facebook Nga Nguyễn. Bạn ấy cũng đang comment ở trong livestream này nè. Tại vì bạn là đại diện của công ty Gaia, là một công ty chuyên xuất nhập khẩu rất là nhiều những cái sản phẩm tốt, đặc biệt là về mỹ phẩm của Hàn Quốc đi khắp các thị trường trên thế giới, và nhờ họ mà Ốc mới đem được rất là nhiều những cái dòng sản phẩm tốt của Hàn Quốc về tiệm của mình đó các bạn. Chào em Kim Nguyễn, bây giờ chị chuẩn bị lột mặt nạ và chị cho tụi nhỏ đi ngủ đây. Cacao thì ngủ rồi, bây giờ Coca với Cola thì bên phòng bà ngoại không biết ngủ chưa nữa. Sáng mai thì cũng phải dậy sớm cho nên là chắc là bây giờ ốc sẽ đi rửa mặt đây. Chị thấy em Hằng Thu rồi. Ok Phương Thúy, chị đã thấy tin em rồi, em muốn lấy hai hộp kem dưỡng trắng da mặt ban ngày Bas Lê, hai chai body Cosu nha. Ok, những cái dòng em vừa lấy nó rất là ok để mình sử dụng cho cả ngày lẫn đêm luôn. À, cái dưỡng trắng da mặt ban ngày Bas Lê thì nó là cái hũ tròn, nó là Magic Snow White Cream cho face and neck, là cho mặt và cổ rất là ok. Body Capsule thì đây, Body Capsule đây nè các bạn, siêu tốt luôn, để mà nó phục hồi da và làm cho da chúng ta trắng bật tông. Thì ốc đang đen thui cho nên ốc phải dùng cái kem dưỡng body từ đậu đỏ này để hồi phục cho cái làn da đen của mình nè. Đúng rồi Phương cô nương, bởi vậy mọi người hết sức cẩn trọng nha. Phương Thảo Huỳnh, cảm ơn em đã ủng hộ chị Ốc nha. Shinifa đã ghi cái comment là tiệm Ốc Mama số điện thoại là 0932 2032 0903 300 230. Cảm ơn em Shinifa và cảm ơn em Phương Thảo Huỳnh đã thuộc số điện thoại của chị. Hoàng Yến Vũ nói cả năm ngoái mua toàn phải ốc giả thôi, nhưng năm nay thì mọi chuyện đã khác rồi đúng không Hoàng Yến Vũ? Mạnh Cường Võ. Vân Nguyễn nói là em lấy 10 miếng màu hồng chống lão hóa anti-wrinkle và chị đã thấy số điện thoại của em. Ok các bạn ơi, à mặt nạ này hả Nguyễn Hoa, giá rất là mềm thôi, dòng mặt nạ này giá là 28.000 đồng một miếng, bạn mua từ 10 miếng thì giá là 25.000 đồng và từ 20 miếng giá là 23.000 đồng nha. Xin chào Uyên Đỗ, tên gì vậy chị, em nghe không kịp. Thu Nguyễn ơi, à, em hỏi về dòng mặt nạ này hả, mặt nạ này là hiệu You See Me. You See Me là một thương hiệu của Hàn Quốc và bạn Thùy Dương hỏi mỗi màu là sao. Ok, chị Ốc giải thích lại một lần nữa nha. Dòng mặt nạ mà chị Ốc đang đắp, dòng màu xanh này là moisturizing, là cấp ẩm, tại vì da chị Ốc mấy hôm nay hơi khô. Thì dòng mặt nạ màu xanh này nó chứa tinh chất từ dưa leo, hay còn gọi là dưa chuột đó, tinh chất từ bơ và nha đam, hay còn gọi là lô hội, để mà cấp ẩm và làm cho làn da của chúng ta mọng nước, không có bị khô. Da khô là nguồn cơn của sự lão hóa, cho nên đừng bao giờ để da mình khô nha các bạn. Màu hồng này là chống lão hóa anti-wrinkle và nó chứa tinh chất từ hoa sen, lotus, optional snail và collagen.
Nếu mà da bạn đang có nhiều nếp nhăn thì bạn nên sử dụng dòng màu hồng ha. Nếu da bạn dạo này bạn bỏ bê quá, không chăm sóc, hoặc là bạn thấy là da mình nó thiếu sức sống thì bạn nên sử dụng cái dòng Nutrition này là phục hồi. Nó chứa tinh chất từ quả bơ, tinh chất từ trái dừa để mà phục hồi và làm cho da của chúng ta nhiều năng lượng. Cái dòng màu da này thì nó lại chứa những cái thành phần quý hơn như là nhân sâm, như là đông trùng hạ thảo để giúp cho da của chúng ta được siêu dưỡng. Thì nó là cái dòng chuyên dưỡng da, tức là da bạn không có gặp vấn đề gì hết mà đơn giản là bạn muốn dưỡng cho đẹp hơn thì bạn sử dụng cái dòng màu da này. Còn không thì bạn có thể sử dụng phối hợp cả bốn dòng này với nhau, bạn sử dụng xen kẽ để mà có hiệu quả tốt nhất. Ốc thường hay đắp mặt nạ vào buổi tối, nhưng cũng có những ngày đi quay và phải trang điểm nhiều, ốc đắp mặt nạ vào buổi sáng để da mình mọng nước và ốc trang điểm như vậy nó sẽ đẹp hơn. Nói chung là đây là một dòng mặt nạ rất là ok, với cái giá thành rất là mềm mại nên các bạn có thể yên tâm mua. Ôi hồi nãy ốc mới đắp, ốc quên ông không chụp hình lại. Bây giờ thì nó hơi khô khô rồi. Các bạn chờ ốc chút. Ốc sẽ đi rửa mặt bây giờ đây. Chờ ốc xíu nha. Ok, bây giờ đã khô rồi, ốc sẽ lột ra. Sau khi lột xong, các bạn nhớ là mình sẽ luôn luôn làm thao tác này, bạn vắt nè. Các bạn thấy khi bạn vắt hết tất cả các tinh chất này, bạn sẽ tranh thủ bạn massage cho da mặt mình một lần nữa trước khi bạn rửa mặt. Và khi đã sử dụng mặt nạ đó thì bạn không cần phải rửa mặt quá sạch, bạn chỉ cần rửa lại với nước, và thậm chí là bạn có thể để cho cái dưỡng chất từ mặt nạ nó hơi vấn vương ở trên làn da mình một chút cũng được. Bạn rửa qua với nước, không cần phải rửa lại với sữa rửa mặt hay là sữa tẩy trang nha. Sau khi mà bạn đắp mặt nạ xong, da của bạn nó sẽ có sự thay đổi, nó mướt mát, nó ẩm mượt và nó láng mịn hơn. Sau đó thì mình nhớ mình đi rửa lại với nước, rồi bạn nhớ sử dụng các bước dưỡng da thông thường sau đó ha. Thì ốc sau khi rửa mặt thì ốc cũng sẽ sử dụng các sản phẩm dưỡng da mà ốc đem theo. Và cái việc mà bạn đắp mặt nạ thường xuyên nó làm cho da của mình rất là đẹp. Cái tình trạng da khô nó sẽ khó xảy đến hơn nếu như bạn siêng trong việc đắp mặt nạ. Ok, bây giờ thì ốc sẽ phải tạm biệt các bạn đây, cũng gần 10 giờ rưỡi rồi. Ốc phải đi qua bên phòng bên kia xem coi tụi nhỏ nó ngủ chưa. Cảm ơn em Julie Hạnh Trần. Ok, Kim Mai, ốc nhận được comment của bạn rồi. Ok, Thùy Khương, em nói em lấy 10 miếng đủ màu nhé, đắp xen kẽ không thôi thì em lấy luôn 12 miếng cũng được nè, để cho mỗi một màu là 3 miếng nè. À ok, không sao, tùy em nhé. Kim Sách Nguyễn hỏi da em dầu đắp màu nào? Da em dầu đắp màu nào cũng được hết á Kim Sách. Tại vì những cái dòng này nó đều, thực ra nó đều tương thích với từng loại da, chỉ có nó có những cái chức năng riêng biệt thôi, nên là không có ảnh hưởng gì đến làn da đâu. Tại vì nó không phải là kem dưỡng đó, nên mình không cần phải lo là vì da mình dầu mà mình đắp thêm cái cấp ẩm thì liệu là da mình có bị dầu thêm hay không. Tại vì nó không phải là serum hay là không phải là kem dưỡng, nên các bạn không cần phải lo lắng điều đó. Vì khi đắp xong thì nó cấp ẩm thêm rồi, sau đó mình vẫn rửa lại với nước mà. Thùy Dương nói rằng là chị Ốc mỗi thứ 5 miếng nha chị Ốc. Ok. À Thị Phương thêm cộng tác viên nữa thì nó cũng hơi rối á. Với lại do em bị cái tình trạng Facebook giả hoành hành quá nên là em cũng không có dám thêm chi nhánh, không có mở thêm tiệm thứ hai, mà chỉ có duy nhất một địa chỉ ở số 22 Đào Tấn để cho mọi người khỏi nhầm lẫn thôi. Hằng Thu nói bây giờ em mới biết, từ trước tới giờ em không phải mua sản phẩm của chị Ốc. Ôi đau khổ. Như vậy là từ trước tới giờ em mua ở đâu mà em cứ nghĩ là chị đúng không? Nói chung là rất là đau khổ. Nhưng mà thôi, từ nay chúng ta biết nhau là được rồi nhé. Nga Nguyễn đang xem với bạn. Nga Nguyễn, em thấy chị thương chưa? Chị thương Yushimi chưa Nga Nguyễn ơi? Quỳnh Như Phạm, em lấy 12 miếng mặt nạ. Ok, nói chung đây là một dòng mặt nạ rất là ok, các bạn có thể tin tưởng tuyệt đối luôn. Bây giờ thì Ốc sẽ tạm biệt các bạn đây. Ốc lượn qua bên bà ngoại xem hai bạn kia ngủ chưa. Dòng mặt nạ này là Yushimi trên kệ của Ốc Mama nha các bạn. Giá rất là mềm, các bạn yên tâm nhé. À, nhắc lần nữa cho mọi người nhớ nha, 28.000 một miếng bán lẻ, từ 10 miếng giá 25.000 và từ 20 miếng giá 23.000. Số điện thoại tiệm mình lập tới lập lui, chắc là mọi người nghe cũng mệt, nhưng mà không lặp lại thì sợ mọi người lại nhầm. 0932 2032, 0903300230. Tiệm của mình ở số 22 Đào Tấn, phường 5, quận 5, gần chợ Hòa Bình nha các bạn yêu dấu. Ok, đi ra bên đây chút xíu, cao cao nó ngủ nè.
Ốc đang ở một căn villa rất là đẹp trong khu resort Sheraton Grand Đà Nẵng. Đây là phòng của Ốc, thì phía ngoài này có hồ bơi mini này các bạn. Trong này là toilet, toilet đẹp lắm. Nói chung là ở đây rất là sướng, nên là nếu mà các bạn mà có đi ra Đà Nẵng mà muốn nghỉ ở một resort mà tiện cho cả gia đình, các bạn có thể đến đây. Toilet nè, bồn tắm nè, phòng tắm đứng nè, toilet rất là đẹp. Bên đây thì có hai giường, ở ngoài là có một cái hồ bơi mini nha các bạn, rồi ở giữa là cái cửa để mà thông với lại phòng. Ôi ôi, cacao, ôi mẹ nè, mẹ nè, ôi cacao thức, mẹ nè, ôi đừng té té con té mẹ nè, ôi ôi, ôi em bị giật mình, em bị giật mình, ôi cacao, ôi sao, ôi nó giật mình, cacao nó chuyên gia giật mình xong nó ngồi bật dậy hoặc là nó đi xuống cầu thang nó tìm mình luôn trong bóng đêm, giống như mộng du vậy đó. Trời ơi, con ngồi dậy, con gọi mẹ nhé. Nãy mẹ không thấy là con cắm đầu xuống đất luôn á. Để mà mẹ gọi bà ngoại kia. Ờ, mẹ thương nha, để mẹ sang cái phòng bà ngoại coi. Ôi La đi về, La ngủ đâu? Chị Na ơi. Trời ơi, cacao nó mới bật dậy. May là mẹ chụp kịp không là lộn cổ xuống đất. Chuyên gia mẹ, giữa đêm mà tỉnh dậy cái là bắt đầu bật dậy, ngồi ngay lập tức lên. Đấy. Đó có thể chỉ là để cho nó nằm xuống đây. Em lấy chị Na thì nó. Ô lộn, chị Na với cả cao cái. Mẹ biết là mẹ biết đây, bà ngoại đây. Bà ngoại ở phòng bên đây giờ tắt đèn rồi. Ngoài kia có cái hồ bơi mini của phòng mình luôn. Còn ở ngoài là khu hồ bơi lớn, hồ bơi vô cực với lại bãi biển Coca. Nó đang ngồi trên giường bà ngoại, giường rất là to đẹp. Còn La, đây, La mặc đồ đôi với mami này, ra đây khoe mọi người bộ đồ đôi của mami đi con coi. Nè, bộ đồ bơi hai mẹ con mình đồ bơi đi ngủ nè. Tèn 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 tèn. Bay. Bay hả? Rồi thôi, bây giờ mẹ con mình đi ngủ nha. La nằm với mami đúng không? Bye bye mọi người đi, La bye bye các cô chú đi. Bye bye các bạn đi. Ok, bye bye các bạn nha. Mẹ con mình đi ngủ đây. Hẹn gặp lại nha. Bye bye.